Công an đang nắm bắt thông tin nhóm người lạ kéo đến dưới nhà của nam em. Mạng xã hội đang lan truyền những video ghi lại cảnh được cho là có một nhóm người đã kéo đến dưới nhà của diễn viên người mẫu nam em. Thấy nhóm người lạ, lời qua tiếng lại và có dấu hiệu sẽ hỗn chiến với người bạn, làm em liền hô to rằng cô đang livestream và thấy rõ mặt thì nhóm người kia đã rời đi. Theo nội dung lan truyền đêm ngày 26 tháng 2, một nhóm người lạ mặt đi ô tô đến khu nhà của nam em tại phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó nhóm người này và một người bạn của nam em đã lời qua tiếng lại. Video cũng thể hiện có tiếng hung khấy và quẹt nhau, tiếng va đập và lời nói lớn qua lại. Thế vậy nam em đứng từ trên lầu, nói lớn tiếng ra, công an vô kìa, công an vô tới kìa, thì đôi bên mới giãn ra. Sau đó nam em lại tiếp tục nói, tôi đang nay chim nẻ, tôi đang livestream thấy rõ mặt nè đi về đi báo công an bây giờ thì nhóm người lạ mặt này mới rời đi người đứng dưới nhà đôi co với nhóm của người lạ là hữu c bạn trai của nam em theo những nguồn tin vụ việc này chưa được nam em trình báo công an phường an phú thành phố thủ đức công an phường đã nắm được sự việc hiện đang tiến hành các bước làm việc với nam em và những người liên quan để làm rõ bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương Thời gian qua, Nam Em và Bạn Chim đang là cái tên gây mạng trên mạng xã hội và hàng loạt các live stream với những câu chuyện, những phát ngôn, đặc biệt là các live stream bóc phốt showbiz nói chung và một số nghệ sĩ và người nổi tiếng nói riêng.